Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Từ nguyên thủy đã có ngôi lời, và ngôi lời vẫn ở với Thiên Chúa, và ngôi lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thủy. Mọi vật đều do người làm nên, và không có người thì chẳng vật chi đã được tác thành, trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại. Sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng. Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đã đến nhằm việc chứng minh, để ông chứng minh về sự sáng, hầu cho mọi người nhờ ông mà tin. Chính ông không phải là sự sáng, nhưng đến để chứng minh về sự sáng. Vẫn có sự sáng thật, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do người tác tạo, và thế gian đã không nhận biết người. Người đã đến nhà các gia nhân người, và các gia nhân người đã không tiếp nhận người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận người, thì người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh người. Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra. Và ngôi lời đã hóa thành nhục thể, và người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang người. Vinh quang người nhận được bởi Chúa Cha như của người con một, đầy ân sủng và chân lý. Gioan làm chứng về người khi tuyên xưng rằng: đây là đấng tôi tiên báo, người đến sau tôi nhưng xuất hiện trước tôi, vì người có trước tôi. Chính do sự sung mãn người mà chúng ta hết thảy tiếp nhận ơn này tới ơn khác. Bởi vì Chúa ban lề luật qua Môsê, nhưng ơn thánh và chân lý thì ban qua Đức Giêsu Kitô. Không ai nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng chính con một Chúa đấng ngự trong Chúa Cha sẽ mặc khải cho chúng ta. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý bạn chị em thân mến, ở trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe đó, có một vài cụm từ được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, đó là ánh sáng, làm chứng về ánh sáng, rồi ánh sáng soi sáng bóng tối, vân vân. Vậy thì ánh sáng ở đây là ai? Xin thưa quý bạn chị em, ánh sáng ở đây chính là Đức Giêsu, và đây chính là đề tài con muốn nói với bạn chị em hôm nay: ánh sáng Giêsu, ánh sáng của sự cứu độ. Quý bạn chị em biết rằng khi nào mình cần ánh sáng? Khi chúng ta thấy là mình đang ở trong bóng tối thì mới cần ánh sáng thôi. Bình thường ban ngày đi ngoài đường chắc quý bạn chị em đâu cần đèn sáng làm gì, bởi vì có mặt trời sáng rồi. Nhưng buổi tối khi không còn mặt trời nữa thì chúng ta cần ánh sáng để thấy đường đi. Vậy thì trong đời sống thiêng liêng của mỗi người chúng ta cũng vậy đó. Chúng ta sẽ nhờ ai để tìm lại được ánh sáng cuộc đời mình? Vậy thì hôm nay lời Chúa một lần nữa nhắc nhở, mời gọi mỗi người chúng ta qua ngày lễ mừng Chúa Giáng sinh, cho chúng ta một đấng là ánh sáng, chính là Đức Giêsu. Hài nhi Giêsu chính là ánh sáng của Thiên Chúa ban tặng cho tất cả thế giới này, ban tặng cho mỗi người chúng ta. Vậy thì ánh sáng Giêsu đến trần gian này để làm gì? Thứ nhất, ánh sáng Giêsu đến để đẩy lui bóng tối của tội lỗi. Nếu mà con người chúng ta không phạm tội thì Chúa có đến không? Chắc không đâu. Chắc chắn là không rồi. Tại vì vì chúng ta tội lỗi đó, cho nên Thiên Chúa mới sai con của Ngài đến để làm người sống giữa chúng ta và chết thay cho chúng ta để chúng ta được sống đó. Vì chúng ta tội lỗi cho nên Chúa Giêsu mới xuống thế làm người. Còn nếu mà không tội lỗi thì ngon lành rồi, đâu cần phải cứu, phải không? Nếu chúng ta không có bị bệnh, chúng ta đâu cần đi khám bệnh làm gì, chắc bác sĩ thất nghiệp hết qua. Nhưng mà chúng ta sẽ cần bác sĩ bởi vì chúng ta bị bệnh. Vậy thì tất cả chúng ta là người tội lỗi, và chúng ta đang ở trong một thế giới tội lỗi là thế gian này. Ai có khả năng cứu được chúng ta? Tất cả tội lỗi hết như nhau, ai cứu ai? Cho nên chúng ta cần một đấng, và đấng ấy phải không có một vết nhơ, không một tội lỗi nào thì mới có khả năng cứu độ chúng ta. Ngoài ai khác, chính là con của Thiên Chúa. Cho nên Đức Giêsu đến trần gian này
làm người giữa muôn người. Để làm gì? Để giúp chúng ta thoát ra khỏi bóng đêm tội lỗi. Không ai trong nhân loại này có khả năng làm chuyện đó ngoài một mình Đức Giê-xu, bởi vì Ngài là con Thiên Chúa. Chính Chúa Giê-xu đến và nhờ ánh sáng của Giê-xu đẩy xa tất cả tội lỗi trong lòng chúng ta ra ngoài. Nhưng mà chúng ta thấy đẩy xa có được không? Không được. Chúa sẽ không đẩy xa được đâu nếu chúng ta không cho Chúa cơ hội đi vào. Mỗi người chúng ta phải cho Chúa cơ hội đi vào. Và chúng ta dám đối diện làm sao? Chúa ơi, tâm hồn con tối lắm, Chúa vào đi. Thì chính nhờ cho Chúa đi vào trong tâm hồn mình thì tâm hồn mình mới bừng sáng được. Còn nếu chúng ta sợ làm sao? Chúng con quen trong bóng tối rồi, mắt nó mờ mờ quen rồi, bây giờ Chúa vào, Chúa làm mắt con sáng ra, thấy nó xấu quá thì sao? Mình không dám đối diện với sự thật. Và như vậy thì mình cứ che đậy mãi cái bóng tối trong lòng mình, thì mình mãi mãi ở trong bóng tối thôi. Làm sao ra được ánh sáng được nếu không bước ra ngoài và không để Chúa đi vào? Cho nên điều đầu tiên Chúa Giê-xu đến là để đẩy lui bóng đêm tội lỗi cho tất cả chúng ta. Điều thứ hai, ánh sáng Giê-xu xuất hiện để phục hồi sự sống nơi chúng ta đấy. Chúng ta thấy khi nguyên tổ loài người phạm tội thì bắt đầu sự chết đi vào trong thế gian và đi vào trong chính mỗi người chúng ta. Cái hậu quả của tội lỗi để lại nơi chính chúng ta là cái gì? Chính là sự chết. Mà sự chết về mặt thể lý ở trần gian này chuyện bình thường. Cái chết quan trọng là cái chết đời đời. Chết đời đời. Vậy thì bây giờ ai có thể phục hồi cho chúng ta sự sống đời đời nếu không phải là con Thiên Chúa là Đức Giê-xu? Cho nên ngôi hai Thiên Chúa xuống thế làm người không chỉ giải thoát chúng ta khỏi bóng đêm tội lỗi mà là phục hồi cho chúng ta sự sống đời đời mà Thiên Chúa muốn ban tặng cho chúng ta. Chúng ta không thể nào có sự sống đời đời nếu chúng ta không kết hợp với Chúa và không để Chúa đi vào trong lòng mình được. Không thể nào có được. Bởi vì chúng ta chỉ có sự sống đời này thôi mà rồi nó có tồn tại mãi đâu. Sống 5 năm, 10 năm, vài chục năm, trăm năm rồi chết, rồi đi về đâu đây? Đi về đâu đây? Nếu không có niềm tin vào một Đức Giê-xu đã xuống thế làm người ở với chúng ta, chính Ngài là Thiên Chúa, Ngài đem sự sống đời đời của Thiên Chúa đặt vào trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Cho nên chính chúng ta này này, chúng ta có sống hay không sống là do lòng chúng ta có mở ra cho Thiên Chúa hay không á. Còn nếu chúng ta chỉ biết đời này thôi, loanh quanh đời này thôi, thì cuối cùng nó cũng đi đến một lúc là chấm hết. Nhưng mà sau cái dấu chấm hết của sự chết ấy, chúng ta sẽ đi về đâu nếu chúng ta không mở lòng cho ánh sáng Giê-xu đi vào trong lòng mình ngay từ ngày hôm nay? Mình đi về đâu? Tại vì tội lỗi nó dẫn đến sự chết. Còn Đức Giê-xu là ánh sáng của Thiên Chúa đến dẫn chúng ta đi vào sự sống đời đời, phục hồi lại cho chúng ta sự sống đời đời, sự sống mà Thiên Chúa đã ban ngay từ đầu. Nhưng mà vì con người phạm tội đánh mất đi sự sống đó thì nay chính Đức Giê-xu đến để phục hồi sự sống đó cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải vui mừng bởi vì ánh sáng Giê-xu đến để phục hồi lại cho chúng ta sự sống đời đời. Và từ đó chúng ta sống ở trên đời này mới có ý nghĩa. Tôi sống từng ngày sống của tôi để tôi đi đến cái sự sống đời đời của tôi. Nếu không là chúng ta sống vào một thế bí, không biết đi vào đâu. Vậy thì điểm thứ ba, ánh sáng Giê-xu đến làm cái gì nữa? Ánh sáng Giê-xu đến hướng dẫn chúng ta đi về trời. Con người, quý bạn cho em hình dung nhé. Nếu chúng ta đi trong một khu rừng tối thui hết, không có một ngọn đuốc, không có một ánh sáng nào hết, không có người dẫn đường, thì làm sao chúng ta biết đường mà đi ra khỏi khu rừng ấy được? Tối tăm tất cả. Thì giống như quý bạn cho em hình dung rằng Đức Giê-xu đến trần gian này, ánh sáng Giê-xu hiện diện giống như một người cầm đuốc đi đầu hướng dẫn người ta đi con đường này này thì mới ra ngoài được, mới thoát ra khỏi khu rừng được, mới không bị lạc được. Thì ánh sáng Giê-xu đến trần gian này là như vậy đó, để hướng dẫn chúng ta nhận ra cái gì là sai, cái gì là đúng, chúng ta lạc lối ở đâu và tìm lại được cái con đường nào đưa đến nước trời. Bây giờ tất cả mù tối hết thì làm sao? Quý vị cho em hình dung được cái đó.
Bây giờ tất cả nhân loại chúng ta, con nói ví dụ thôi, tất cả nhân loại chúng ta là những con người tội lỗi, cũng giống như tất cả thế giới này toàn là những con người mù thôi. Bây giờ ai dắt ai? Ai dắt ai? Thì Chúa Giêsu đến trần gian này giống như một cái người không có tội lỗi mà một mình Ngài sáng mắt thôi, thì chắc chắn Ngài dắt dẫn đường là ngon lành rồi, biết đường đi. Còn nếu bây giờ mù hết thì mù dắt mù đi vào hố à, phải không? Cho nên chúng ta thấy làm sao? Chúng ta phải vui mừng vì Đức Giêsu là ánh sáng của Thiên Chúa, Ngài đến để Ngài hướng dẫn chúng ta đi con đường nào để về được với Thiên Chúa. Cho nên ánh sáng Giêsu hiện diện giúp cho chúng ta tìm lại được cái con đường mà Thiên Chúa muốn chúng ta đi, giúp chúng ta nhận ra được rằng chúng ta đang lạc lối ở đâu để mình trở lại, giúp chúng ta định hướng lại cuộc đời của mình đi về đâu để có được nước trời. Cho nên hôm nay khi chúng ta mừng lễ Chúa Giáng sinh, mỗi lần quý bạn chị em viếng hang đá, quý bạn chị em chắc chắn nhìn thấy đủ thứ á, đèn nháy rồi ngôi sao rồi hoa rồi đèn hang đá này đẹp, chỗ kia đẹp, thì đó là chuyện bên ngoài. Nhưng quý bạn chị em đừng có quên, trung tâm của hang đá không phải là đèn đèn, không phải là con bọ hay là con chiên. Trung tâm của hang đá chính là hài nhi Giêsu nằm trong máng cỏ. Hài nhi Giêsu ấy không chỉ là một con người giống như chúng ta, mà hài nhi Giêsu ấy là con Thiên Chúa, là ánh sáng hướng dẫn cuộc đời chúng ta đấy. Mà nhờ hài nhi Giêsu này, nhờ ánh sáng Giêsu này, chúng ta tìm lại được cái sự sống của cuộc đời mình, tìm lại được ý nghĩa của cuộc đời mình, tìm lại được hướng đi của cuộc đời mình, để rồi chúng ta có lại được sự sống đời đời và có cơ hội ở với Thiên Chúa. Vậy thì mỗi lần viếng hang đá, quý bạn chị em nhìn thấy hài nhi Giêsu trong hang đá nằm trong máng cỏ, quý bạn chị em nói với Ngài rằng: con cảm ơn Chúa đã không chê thế gian này dơ bẩn, không chê tâm hồn chúng con tanh hôi vì tội lỗi, mà Chúa chấp nhận sinh ra trong lòng chúng con. Xin Chúa luôn là ánh sáng trong cuộc đời của chúng con, để nhờ sự hiện diện của Chúa, cuộc đời chúng con bừng sáng trở lại. Bởi vì chính nhờ ánh sáng của Chúa trong cuộc đời của chúng con đó, chúng con mới tìm lại được con đường đi của cuộc đời mình, và từ đó chúng con tìm lại được sự sống đời đời mà Chúa muốn ban cho chúng con. Cho nên mỗi lần viếng hang đá trong mùa Giáng sinh này, mỗi lần nhìn vào hang đá, quý bạn chị em hãy dừng lại, tập trung đôi mắt của mình nhìn vào hài nhi Giêsu trong máng cỏ để tạ ơn Chúa, bởi vì Chúa đã yêu thương chúng ta. Hài nhi Giêsu nằm trong máng cỏ không có gì khác hơn là diễn tả một tình yêu cụ thể của Thiên Chúa dành cho con người. Tình yêu ấy lớn lắm quý bạn chị em, lớn đến mức độ mà nó phủ lấp hết tất cả dơ bẩn, hôi hám, tội lỗi nơi chính tâm hồn chúng ta đấy. Không phải Thiên Chúa không biết hôi, không phải Thiên Chúa không biết dơ, biết chứ. Nhưng mà tình yêu của Chúa dành cho chúng ta lớn, lớn đến mức độ là Ngài dẹp sang, Ngài lấp đầy những cái lỗ hổng, những cái yếu đuối, những cái tội lỗi, những khiếm khuyết trong lòng mỗi người chúng ta. Giống như ánh sáng Giêsu khi vào trong tâm hồn mình rồi thì lấp đầy hết tất cả ánh sáng trong lòng mình, và không còn bóng tối trong lòng chúng ta nữa. Vậy chúng ta xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn luôn khám phá thấy cái niềm vui ha. Niềm vui được ánh sáng Giêsu soi chiếu trong cuộc đời mình, để rồi ánh sáng ấy một lần nữa được sinh ra trong lòng chúng ta, đến trong lòng chúng ta để cho chúng ta được hồi sinh, tìm lại được sự thánh thiện của mình, tìm lại được sự sống đời đời mà Chúa muốn ban, và nhất là có một chỗ trong trái tim của Thiên Chúa.